bạn muốn mua Robert ư, ừ, hãy đến với bán Robert.vn từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 để nhận được nhiều ưu đãi nha. Hẹ nhu các bạn và anh em đã quay trở lại tựa game King Legacy. Hôm nay thì mình sẽ đi thức tỉnh năng lực trác quỷ lớp. Thì với trái lớp này thì các bạn đã dễ dàng kiếm nó rồi đúng không? Thì các bạn phải kiếm đủ 8 trái nha. 8 trái để các bạn bỏ vào cho cái nhân vật này này bỏ vô ok chưa đủ chưa đủ các bạn vậy còn thiếu một trái nữa mình sẽ đi kiếm nha mình đã có đầy đủ luôn rồi bây giờ đã có được cái trái lớp cuối cùng rồi mình sẽ bỏ vào 8 trên tám nè tính thêm một trái mình ăn ở trên người nữa nếu mà các bạn không có vĩnh viễn thì tổng cộng là chín trái đây các bạn thấy nó rất là rẻ nha 11 game, 33 game, 55 game và chiêu cuối cùng là 111 game quá là rẻ rẻ hơn lúc trước rất nhiều luôn lúc trước mình nghe đồn á thức tỉnh hình như là tầm cũng phải một ngàn mấy game đấy mà bây giờ giảm đi bảy tám lần rồi trời ơi quá là hơi luôn bạn nào mà chơi cái lớp mà vừa mới update mà mở game ở đời đầu á là các bạn nhìn thấy số game mà mình đau khổ mình tích lũy để mình gom game để mình thức tỉnh rồi bây giờ thấy những bạn chơi sao như mình đây nè trời ơi chắc tức lắm luôn đó nha rồi ok nhưng mà lúc trước thì các bạn không có game Các bạn thức tỉnh thì những người chơi khác họ đã trải nghiệm trái lớp rồi Còn bây giờ rẻ rồi mình mới có điều kiện để mình thức tỉnh Ok, Equip sẽ tất cả vào Vậy là mình đã có được toàn bộ chiêu lớp V2 rồi đấy Vậy là chiêu thức toàn bộ năng lực các quỹ lớp của mình đã được đánh thức hoàn toàn rồi Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem hệ thống chiêu thức nó ra làm sao thì trước khi làm điều đó thì mình đến uh, click Black Market nha để mình xem có trái nào nó bán không ui 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 lụm liền chứ các bạn mua liền tiền nhiều để làm gì mua ra gừng mua chi bán là mấy bạn là mừng vô cùng luôn rồi đúng không Spirit nào này các bạn nào mà có tiền có billy thì đến đây các bạn coi trái nào bán mình mua ở đây mình có ra gừng này đó nè nằm đây nè chỉ việc là chờ mở bán và mình mua thôi rồi cắt Cắt vô cắt vô Đủ thức tỉnh rồi các bạn ơi đủ thức tỉnh rồi Mình khuyên các bạn là nên uh, mua hai trái ra gần nha Để mình cắt trong đây để chờ đến cái đợt uh, thức tỉnh uh, tiếp theo Lần trước là Chi Lần sau rồi biết đâu ra gần Đây ra gần bây giờ mấy bạn chê nó cùi quá Nhưng mà mình thấy là cái ra gừng á Thì cái chiêu xe ra gần farm thì nó khá là ok Farm khá là ngon đó các bạn Chứ không phải là farm không ngon đâu Phạm nguyên liệu nha, chứ không phải là đi uh, đi farm boss nha farm boss thì nôn no em vào nha farm boss thì chiêu thức nó không có đã thôi chúng ta quay trở về mục tiêu của video lần này là trái lớp đã được đánh thức hoàn toàn và chiêu thức đó là làm sao hiệu ứng như thế nào thì các bạn sẽ biết ngay sau đây rồi chúng ta đến với chiêu thức đầu tiên wrecking point làm gì đây mình thấy là cái tư thế đưa cái tay ra phía trước làm như là chuẩn bị triệu hồi thần sấm thần sét gì đó nhưng mà cái tư thế này thường thường là hả tới tim rồi thả ra trái tim tấn công Không phải thả trái tim các bạn ơi Mà bạo lực quá rồi đó Nó lướt về trước Và nó đá nó dậm mục tiêu bay mút chỉ cà tha luôn đây nè Nè đó Một cái cú đá Cực kỳ chất nịch Không dậm xuống đất mà xuống thẳng trên từ các bạn Và kèm theo những cái hiệu ứng trái tim vô cùng đẹp đẽ Khiến cho mục tiêu mê muội mình Cái đến là cái chiêu X Ravagin Bones. Rồi, bắt đầu nha. Tư thế thì nó tạo ra cái tư tế giống như là thả trái tim đó các bạn đó. Ba bốn hàng trái tim để quá đá đó. Nhưng mà mình nghĩ là thức tỉnh này thì không quá đá, tròn 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 tròn. Tuy là trái tim các bạn, nhưng mà cái trái tim này á thì nó sẽ kéo mục tiêu y như là có một cái lòng giam vậy đó, đó, giam mục tiêu trong đây nè, đó là mình sẽ đẩy mục tiêu về phía sau. Và trong cái tư thế đẩy đó mình thấy là mình có thể đẩy lên cao được đó. Đâu để mình thử mình đẩy lên cao thử coi nha. Y như là cái chiêu uh, Wrecking Ball vậy đó. Đây nè. Đó, các bạn có thể đẩy mục tiêu lên uh, trời cao, như là mình tạo ra một cái lồng để mình giam mục tiêu và mình đẩy sức mạnh của Mero về trước để tấn công và gây ra một cái lượng uh, sát thương cho mục tiêu nào đó mà dính vào cái lồng đó. Đó là điều chắc chắn rồi. Trời ơi ơi, ơi nó yêu mình kìa. Rồi nó còn nó còn hiệu ứng trái tim nữa này các bạn rồi chúng ta đến với cái chiều C, cúp Arastam là làm gì đây? mình tạo ra một cái cây cung, cây cung màu hồng nha. rồi mình chỉ xuống nè và có rất là nhiều những cái mũi tên nó lao thẳng xuống. mình thấy là nó bắn thẳng về trước thì nó sẽ ok hơn đó. nhưng mà mình thấy những cái mũi tên này á, khi mà mình bắn vào cái mục tiêu á và các bạn thấy ở đây nè, mục tiêu nó bị đứng yên, nó bị khựng. Coi như là mình bắn trúng là mục tiêu là nó bị khựng ngay Bị dính hiệu ứng đứng yên Và họ không thể di chuyển được Mình nghĩ là họ sẽ chài siêu được Nhưng mà không di chuyển được Đó Đó các bạn thấy không Và cái lượng sát thương của nó uh, Cho mình đó thì cũng tầm uh, mười mấy ca Các bạn lúc nãy là mình bắn trúng uh, là 13 ca mấy á Đâu này mình bắn lại cái nha Nhìn cái chiêu này hay đã quá Rồi đến 18 ca mấy luôn Hình như là có dính con quái nào không Như có dính này phải không Muốn test Muốn test được thật hư hay không thì mình phải lết lần này rồi 13k mấy các bạn ơi hèn chi nó dính cái tên kia nó nhảy là 18k mình hết cả hồn tính đâu bắn bắn cái chiêu này cây gần 20k máu rồi mà trong khi máu của mình cũng 44k ta giọng ta giọng cho chiêu này cái giọng cho cái chiêu ít chiêu Z nữa là mình à, lên đường xuống thẳng điện Diêm La ngay rồi chúng ta kế tục đến với cái chiêu C Ủa chiêu V chiêu V chiêu V Cúp C Cúp C Làm gì đây? Rồi đó, thấy thủ thế là chuẩn bị đá, chuẩn bị dậm trong mặt ai rồi đó. Đây. Đó 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 đó. 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 Thấy như vậy các bạn ơi. Mà mình thấy là cái đá của nó nó là nó quay quay vòng 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 các bạn thấy là nó giống như cái chiêu thức của lắc uh, lắc like, like, như là Sanji không? Đây. Đó, nhưng mà cái này thì mình đá kèm theo năng lực của Mero là trái lớp và nó có nó có hiệu ứng trái tim rồi cái dòng nó màu hồng xung quanh để nó hỗ trợ mình chứ cái chiêu này thật sự là nó quá giống lét lét thôi chủ yếu là cái phạm vi đá của nó thì nó xa hơn và nó có cái cú dứt điểm nè có cái năm hướng năm hướng tách ra khác nhau các bạn để ý kỹ nha cái đó là cái cú dứt điểm và gây cái lượng đam cao nhất đấy đây mình làm lại nha xây nè đó nè nó dỗ xuống nè đó Dẫm thẳng xuống Tẻ ra xung quanh rồi Cái con đó làm gì Mày mà trò gì vậy Mày trò gì ạ? Cái xúc mày lên trên trời cao uh, Kiếm chim đại bàng Dù hâu trển nè trời, trời ơi trời ơi trời ơi Một gàn, chán sống rồi Vậy thì mình sẽ bắt đầu Cái giai đoạn là mình combo luôn nha Combo trái lớp thì mình thấy là ít nè V nè Rồi mình chuyển sang sông kiếm là mình quất luôn Còn riêng mà nếu mà cái C nó trúng thì càng tốt Ví dụ C nó trúng đi đó, rồi mình sẽ sấy như thế này nè Đó, rồi mình vê luôn nha Rồi mình chuyển sang xong kiếm nè Đó, mình cắt như thế này nè Mình lướt tới một phát nữa Vậy là mới chính thức hết combo á Còn nếu mà chưa hết thì mình giọng cho cái chiêu Z nữa Hết sảy, hết sảy Làm lại nha, làm lại nha Mình thấy trái lớp này nó bê bê Rất ngon luôn đó các bạn Chứ không phải gọi là khá ngon nữa có thể là mình bắt mục tiêu bằng chiêu ít cũng được nha Nếu mà chiêu C bắt không được mình bắt bằng chiêu ít nè Đó, ít như thế này rồi mình vê luôn nha Đó chuyển sang xong kiếm nè Đó mình vét Rồi mình cắt nè Rồi mình suốt lên nè nó Vậy là hết bài Quá đã rồi còn gì Cái lớp này lúc trước á Thì mình nhớ là thức tỉnh là nó nhiều game lắm các bạn ơi Nhiều game lắm Nhưng mà bây giờ thì cái lượng game của nó Nó còn quá là ít ỏi rồi Đâu còn bao nhiêu nữa đâu Nên là muốn bb thì các bạn có thể thức tỉnh trái này Để mình đi bb cũng được đây là một trái quỷ mang hệ hey, Baramesia không phải là Logia Nhưng mà đa số bây giờ á là người ta xài Haki không Nên là mình xài á hệ hey, Baramesia hay Logia gì nó cũng vậy Hệ hey, tự nhiên thì nó cũng tương tự như là Baramesia thôi Thì đa số ta xài Haki rồi Ta đánh xuyên Logia rồi Nên là bây giờ xài Logia thì nó cũng chả có nghĩa lý gì hết Ngoại trừ có mấy cái con quái á mấy, mấy cái con quái này nè đó thì nó không có haki thôi thì nó không có thể mà nào mà nó đánh xuyên hệ lâu được đó tao biết thấy không đa số người chơi giờ họ xài toàn haki không ở C1 thì còn được chứ giờ qua đến C3 rồi nên Lucia hay là Paramecia thì nó cũng vô dụng thôi còn riêng cái hệ số thì nó hỗ trợ mình tăng tăng máu coi như là tăng cái độ trâu bò lên thôi nè nó biến thành rồng đấy vậy thôi chung là đó là về mấy hệ của trái quỷ nhưng mà nó cũng có nghĩa gì hết các bạn ơi vào là ăn combo là nằm ngay thôi được rồi video lần này thì mình cũng đã cho các bạn thấy được cái sức mạnh của năng lực trác quỷ lớp ra làm sao rồi. Combo như thế nào rồi. Nếu các bạn và anh em đã yêu thích trác quỷ này rồi. Thì hãy nhanh tay đi thức tỉnh trác quỷ này. Vì chơi hoài một trái thì nó cũng rất là chán. Nên là mình đổi mới với những năng lực trác quỷ khác. Cũng như là những năng lực trác quỷ mới. Để mình có nhiều trải nghiệm hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình lần này. Và hẹn gặp các bạn trong video của mình lần sau và tiếp theo nha. Bye bye các bạn.